Xin chào anh chị nhà đầu tư ha Chào mừng anh chị mình đến với kênh youtube của em Kênh youtube chứng khoán rồi mà sẽ phải nên Thì như thường lệ cuối ngày Em cũng ngồi lại với anh chị mình Để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta Trong phiên giao dịch ngày hôm ngày hôm nay ha thì sau 4 phiên mà thị trường của chúng ta có những yếu tố giảm điểm, giảm từ cái vùng nền biên trên và trở lại những cái vùng nền biên dưới. Thì ngày hôm nay thị trường của chúng ta có một cái yếu tố hồi phục về mặt cuối phiên khi mà nó bắt đầu đã chạm những cái mốc kháng cự biên dưới, gọi là những cái vùng nền biên dưới của một cái cái chu kỳ tích lũy của thị trường, đúng không ạ? Quanh cái ngưỡng vùng 1080. Thì ngày hôm nay có những cái yếu tố hồi phục trở lại thì dưới những cái tác động này thì cái hành động của anh chị mình như thế nào và các cổ phiếu nào mà là các cổ phiếu anh chị mình cần chú ý tới và mình cần quan tâm thì trong cái video ngày hôm nay em với chị mình sẽ cùng đi qua mình phân tích về cái vấn đề này ha thì nói đến cái vấn đề đầu tiên của thị trường nữa thì em cũng có đề cập với anh chị mình xuyên suốt trong những cái giai đoạn vừa qua kể cả trong những cái phiên điều chỉnh giảm lớn này của thị trường á thì em cũng có đề cập với anh chị mình đây chính là đây là những cái nhịp gọi là nó biến động theo những cái cổ phiếu trụ những cái cổ phiếu mà gọi là ngân hàng nó đang bị có những cái chiều tác động của những cái việc mà gọi là cái việc mà đáo hàng vay sinh đó chị những cái trụ mang tính chất điều tiết đấy thì các dòng tiền nó liên tục nó luân chuyển với nhau đấy từ những cái nhóm mạnh Benny đúng không ạ đấy hôm trước thì Benny tăng anh chị mình thấy này hôm mới cây trước nè những con giống như là Benny đi chẳng hạn là có mà cổ phiếu ita rồi đi chẳng hạn là những cái con Benny nó thuộc tăng đúng không ạ hqc này nó tăng này đúng không ạ đấy còn gọi là hay là những cái cổ phiếu giống như là Đức Long Gia Lai này Đấy hôm trước tăng điểm thì hôm nay quay đầu trở điểm lại Đúng ạ HR này Có nghĩa là những cái con Benny á Ngày hôm trước là nó tăng điểm Đúng ạ ngày hôm nay bắt đầu sang gì Nó có yếu tố trả điểm và nó giảm sang Đúng ạ có nghĩa là dòng tiền nó cứ liên tục nó luôn phiên Đúng ạ phiên trên thị trường từ những cái nhóm mạnh Benny Từ những cái mà cổ phiếu trậu Đúng ạ hôm trước thì sao gì đè trụ để mà gọi là kéo bên thì ngày hôm nay sao gì ngày hôm nay đè bên để mà bắt đầu dòng tiền nó luôn chuyển vào những cái nhóm ngành bịch cáp đúng không ạ đấy nên là đấy là một cái đặc tính của một cái chu kỳ của thị trường của chúng ta gọi là chu kỳ tích lũy của thị trường đúng không ạ chu kỳ tích lũy này của thị trường á là một cái chu kỳ cho một cái cơn sóng dài nha anh chị chứ không phải là cho, cho một cái cơn sóng ngắn đâu đó nên là gọi là trước mắt á là trong những cái vùng biến động sai quay á thì gọi là cứ biên dưới biên trên nó sẽ gọi là nó sẽ có những yếu tố dao động đúng không ạ có nghĩa là lên biên trên á thì cái thị trường của chúng ta nó gọi là cái dòng tiền nó không đủ mạnh để mà nó tạo ra những cái điểm bước thoát hướng lên tạo ra một cái điểm sóng ngay là cái thứ nhất cái thứ hai là nó chưa đủ mạnh để mà gọi là cái dòng nhận dắt nó chưa đủ tích lũy đúng không? để mà nó có một cái dòng nó nói trở lên nó dần dắt cho cái thị trường của chúng, của chúng ta bước vào xu hướng. nhưng mà khi mà nó về lại những cái vùng nền biên dưới thì anh chị mình thấy bắt đầu lực đỡ nó xuất hiện. đúng không ạ? anh chị mình thấy trong xuyên suốt trong những cái giảm điểm vừa qua em cũng có đề cập với anh chị mình á là đa phần những cái con trụ là cái con nó giảm điểm nhiều nhất. đúng không? chứ con anh chắc anh chị mình nhìn qua giống như là cái phiên video vừa qua đấy cái video ngày hôm qua em có đề cập với chị mình đi chẳng hạn là mặc dù thị trường của chúng ta có yếu tố giảm điểm nhưng mà những cái mẹ cổ phiếu mang tính chất của là nó trọng điểm trên thị trường anh chị mình thấy là dòng chứng khoán nó vẫn là những cái dòng nó giữ nền đúng không HCM này đó là vẫn là những cái dòng nó giữ được cái nền tích lũy của nó đúng không ạ nó tương tự với tương đồng với những cái nhịp này của thị trường này anh chị đã nhịp trước đây này của thị trường này em cũng có lấy ví dụ minh họa cho anh chị mình có nghĩa là khi về bên trên cổ phiếu nó cứ lên xình lên xình nó về bên dưới đúng là nó tạo ra một cái sự thách thức cho những cái sự kiên nhẫn của nhà đầu tư nhà tôi chịu không nói mà trong những cái giai đoạn, giai đoạn này bán ra đúng không ạ nhìn chỉ số thì bán ra nhưng mà nếu mà anh chị mình nhìn về những cái vận động của cổ phiếu ấy thì sao chị thì anh chị mình sẽ thấy là đa phần các cổ phiếu nó đều giữ nền đúng không ạ và khi mà nó về bên dưới bắt đầu có những cái lực hồi phục hồi phục hướng lên trở lại đúng không ạ và anh chị mình thấy là trong một cái giai đoạn mà thị trường điều chỉnh này là nó có những cái dòng nó giữ được nhịp đúng không em có qua lấy ví dụ cho anh chị mình vẫn con này anh chị đúng không ạ là có vẫn có cái dòng anh chị cái dòng chứng khoán này là cái dòng nó vẫn giữ như được nhịp thị trường giảm từ biên trên xuống biên dưới cổ phiếu chứng khoán nó vẫn đi ngang. đúng không ạ đến một cái giai đoạn bắt đầu thị trường chung của chúng ta cân bằng ổn định thì bắt đầu cái dòng chứng khoán là cái dòng thu hút được dòng tiền để mà đánh cho một cái chu kỳ tiếp theo. hà và tương tự tương đồng với những cái nhịp này của thị trường đúng không ạ thị trường của chúng ta này có gọi là cái lên biên trên nó về lại biên dưới nhưng mà cơ bản những cái nhóm ngành này nó gọi là nó không biến động gọi là nó bất biến với yếu tố thị trường cơ bản là xem gì nó đánh cho những cái nhà đầu tư mình bị mất đi những cái yếu tố kiên nhẫn đúng không ạ thì đấy chính là một cái đặc tính của một cái thị trường gọi là thị trường sideways thị trường tích lũy để mà chỉ để mà hình thành nên cho những cái dư địa sóng của thị trường cũng như là hình chờ đợi những cái dòng nhận dắt nó bắt đầu nó xuất hiện ha à, thì điểm nhấn ngày hôm nay tiếp tục là khối ngoại người ta bán rồng và em đánh giá với anh chị mình đó cái việc mà bán rồng hay không á nó không có quan trọng bằng cái việc mà cái sự phản ứng của thị trường của chúng ta và anh chị mình thấy là cái sự phản ứng của thị trường của chúng ta là cái khối ngoại người ta bán từ đầu cái tháng 12 đến giờ đúng không nhưng mà cái sự phản ứng của thị trường nó vẫn đi trong một cái biên độ tích lũy đi ngang đúng không và biên dưới là vùng 1080 biên trên hiện tại bây giờ là vùng 1030 ha à, đấy nên là và đặc biệt là những cái hành động của trong giai đoạn này em cũng có đề cập tới chị mình á những cái con nào á mà cái vị thế nó gọi là vẫn giữ được trong nền á thì có anh chị mình cứ tiếp tục mình kiên nhẫn mình nắm giữ chứ hạn chế mà bán khi mà cổ phiếu nó về lại những cái vùng này biên dưới thậm chí là biên dưới là cái biên để cho chị mình mua vào đúng không chứ không phải là những cái vùng để cho anh chị mình bán ra còn mình thiếu đi những gọi là giống như là trong cái phiên này đi chẳng hạn mình mất đi những yếu tố kiên nhẫn mình bán ra cuối phiên nó kéo trở lại nó từ vùng một nghìn vùng 1082 mà nó sao gì mà nó tăng lên vùng 1096 tương đương khoảng 14 điểm không ít đâu nha anh chị có nghĩa là khi mà nó giảm á nó không giảm sâu nhưng mà khi mà hồi nó sẽ hồi nhanh nhưng mà anh chị mình thấy một cái vấn đề á là những cái mạng cổ phiếu trụ nó vẫn đang là những cái cổ phiếu nó đè chỉ số có nghĩa là lúc mà thị trường chúng ta giảm á trụ là những cái con đè nhiều nhất chứ còn bản chất mít cáp anh chị mình thấy là cổ phiếu cơ bản nó đi trong một cái nền độ tích lũy đúng không anh chị thấy giống như là những con tăng mạnh nhất trong giai đoạn vùng này, này, này đi chẳng hạn thì là những cái con nam kim đi chẳng Đấy, cái phiên ngày hôm nay tăng 5% cơ bản anh chị mình thấy như vừa qua này nó cái biến động của thị trường nó có thể rồi chị đúng không? có nghĩa là vẫn giữ được cái nền của nó, cái thanh còn hôm nay sao gì? dòng tiền bò chạy vào tạo ra một cái phiên tăng điểm, đúng không? đấy còn là đa phần là những cái con trụ nó ép thôi, giống như là ngày hôm nay có nhiều cái cô phiếu trụ nó vẫn ép, nó vẫn đè nén chỉ số, chứ còn nên là cái bản chất chỉ số của chúng ta nó không tăng nhiều, đúng không? nó tăng 4 điểm thôi, nhưng mà trên cái vận đồng của cô phiếu, anh chị mình thấy rõ ràng là cái việc mà khi mà nó hồi phục á, là cái gọi là cái cái trạng thái danh mục của chị mình nó sao gì? nó gọi là nó bắt đầu nó nở ra được những cái sức mua, nó nở ra được những cái, cái cái gọi là cái cái, cái tỷ lệ phần trăm cái thiểu sinh lãi cho anh chị mình lưu ý ha đó nên là cái quan điểm của em á, về bên dưới là cái biên mua chứ không phải là cái biên bán đối với cổ phiếu ha gọi là thứ nhất á, là về những cái điểm mua á. một á, là anh chị mình sẽ mua ở những cái thời điểm gọi là cổ phiếu nó đi lên hoặc là trong những cái lúc mà thị trường của chúng ta nó test lại như thế này này chị Để em biết rõ ràng á anh chị mình sẽ rất là khó mua khi mà cổ phiếu nó test về có nghĩa là anh chị mình khi mà nó đỏ điểm đi chẳng hạn thì gọi là cái tâm lý nhà tư mình á là chỉ muốn bán cổ phiếu thôi có tâm lý là bắt đầu nó tiêu cực nó gọi là tiêu cực trên trong cái trong cái đó, tâm trí của mình nên là nó dẫn đến những cái hành động là rất là dễ anh chị mình sẽ bán ra đúng không ạ nên là chỉ cần những cái điểm kích những cái điểm quá thôi là anh chị mình rất là dễ dàng anh chị mình bán ra nói hơn là cái việc mua đúng không ạ nhưng mà anh chị mình phải nhận định qua được á là cái thị trường hiện tại bây giờ là một cái thị trường tích lũy khi là thị trường tích lũy á, thì nó sẽ gọi là nó gọi là cái dòng tiền nó sẽ không đủ mạnh để mà nó chưa đủ mạnh để mà nó tạo ra những cái điểm bứt tốc ngay đúng không ạ nên là mua trong những cái nhịp độ bùng nổ nó sẽ không hiệu quả có nghĩa là cái điểm mua của anh chị mình nó sẽ không tối ưu khi mà cái điểm mua của anh chị mình nó không tối ưu á thì sao chị thì sẽ rất là khó để mà nắm giữ qua những cái đợt rung dữ như thế này đối với cổ phiếu hay là cái thứ nhất cái thứ hai á là những cái điểm mua tối ưu nhất chính là những cái điểm mua tại nền và những cái điểm mua test lại đúng không ạ có nghĩa là anh bùng nổ á, thì chị mình rất dễ mua nhưng mà thời điểm này nó lại không tối ưu đúng không ạ còn khi mà cổ phiếu nó sao chị nó điều chỉnh giảm nó test về biên dưới anh chị mình gọi là rất dễ gọi là rất dễ bán ra đúng không ạ khó mua hơn nhưng mà sao chị những cái điểm đó mới là những cái điểm an toàn đúng không ạ còn những cái việc mà anh chị mình mua trong những cái đoạn bùng nổ trong khoảng thời gian vừa qua mà nó không hiệu quả thì mình phải xem xét lại cái 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 phương pháp của mình cái gọi là mình phải thay đổi được cái phương pháp của mình phải thay đổi được những cái hệ thống đầu tư của mình đúng không ạ để mà chính trị để mà mình phù hợp nhất với những cái yếu tố thị trường đúng không ạ giống như là trong cái phiên ngày hôm nay đi chẳng hạn em cũng có đưa ra một cái bài nhận định về mặt đầu phiên là cái thị trường của chúng ta này hiện tại là trong một cái nhịp độ điều chỉnh từ biên trên vùng 1130 về lại tìm cộng quanh biên dưới vùng tám x đúng không ạ à? áp lực thì nó đè nén tiếp diện trên mạng cổ phiếu trụ thôi kéo theo cái chỉ số nó bị biến động trong cái tuần đảo hàng phái sinh những cái mạng cổ phiếu mít cáp yếu tố điều chỉnh về biên dưới trước cũng bắt đầu đỡ cung trở lại được có nghĩa thanh còn thấp dự kiến ngày hôm nay á đầu phiên nó sẽ có áp lực giảm mà thanh còn thấp thì dễ có những cái nhịp hồi về mặt cuối phiên khi mà thị trường gọi là nó biến động về lại biên dưới đúng không ạ có nghĩa là về biên dưới nó sẽ có những cái lực đỏ nếu mà cái trường hợp anh chị mình thấy này ngày hôm nay nè Đấy, khi mà nó về lại biên dưới này cái thứ nhất đó, là cái thanh khoản này thì thanh khoản nó không có là không bị bung có nghĩa là cái áp lực bán nó không bị bung ra cái thứ hai là sao anh chị tốc độ khớp lệnh nếu mà anh chị mình quan sát trong cái phiên ngày hôm nay nó cực kỳ chán nạn, có nghĩa là tốc độ khớp lệnh nó chậm đúng không ạ khi mà cái tốc độ khớp lệnh nó chậm như thế thì sao anh chị thì rất là khó để mà nó tạo ra những cái gọi là cái cái nhịp xả hàng đúng không ạ cái gọi là cái lượng lượng, lượng hàng nó tuôn ra và khi mà anh chị mình thấy là tốc độ chậm thanh còn thấp thì sao nhỉ khi mình nó chỉ cần một cái điểm kích thôi có nghĩa là nó chỉ cần một vài cái mã cổ phiếu nó kích thích vào thôi thì cái khả năng thị trường của chúng ta nó sẽ tạo ra một cái nhịp hồi phục ngay đúng không thậm chí là trong phiên em có nhận định với chị mình rồi ha đó nên là xu hướng chung của thị trường á là một cái xu hướng tích lũy nên là nó sẽ đánh cho cái việc mà nhà tư mất đi những cái tính kiên nhẫn ha với tình hình thị trường chung này cũng sẽ mất thời gian để mà cân bằng lại xu hướng tích lũy là chủ đạo từ giờ đến cuối năm thì chủ trương trong nhịp này, này các vị thế biến động quanh nền á, thì nắm giữ bình thường khi mà thị trường về lại biên dưới chủ trương về biên dưới sẽ cover hàng hàng là tham gia các vị thế với những cái mà gọi là với những cái mà cổ phiếu giữ được trong những cái nhịp độ này có nghĩa là em đã chủ trương với chị mình á, là về biên dưới là để mua chứ không phải là cái yếu tố để cho chị mình bán ra lưu ý nha về cái yếu tố tương quan giữa cái dòng chứng khoán này với cái yếu tố thị trường này thì trong bốn phiên giảm vừa qua thị trường tương đương giảm 40 điểm đúng không ạ thì cái dòng chứng khoán gần như nó giữ nhiệt và nó tạo được những cái nền tảng trong nền tảng và khi mà thị trường công bằng trở lại kỳ vọng những cái dòng này nó sẽ giữ nhiệt và nó tạo ra một cái tín hiệu nó giống với cái đợt tháng tư đầu năm à, chiến lược trong đoạn này hơi khó nhân một chút nè biến động sự huynh á thì mình sẽ canh những cái điểm ở biên dưới đúng không thị trường dòng tiền đang yếu nên là hạn chế mua khi cổ phiếu nó bùng nổ và thậm chí là trong viên em cũng có đề cập với anh chị mình nè là lúc mà các cổ phiếu Benny nó bắt đầu là nhá sàn đó anh chị là thị trường này sáng nay penny hạ nhiệt đã trụ giữ thì gọi là thị trường giữ biên đâu á quanh cái nền dưới là hiện tại lúc đó là còn vùng 1080 vùng 1085 Hà Thanh còn thấp này tốc độ chậm sáng nay này chủ yếu những cái mà cổ phiếu penny nó bảo phát vào tàng thôi nói hạ nhiệt gọi là hạ nhiệt penny cho các mạng cổ phiếu midcap nó luôn chuyển gọi là dòng tiền nó được luôn chuyển sang nhưng mà nhóm penny hạ nhiệt kỳ vọng là cái gọi là thị trường của chúng ta nó sẽ giữ biên dưới là ổn à, dòng chứng vẫn giữ nhịp được là tạm thời là ổn rồi ha à, khoảng khoảng 14 20 phút có nghĩa là lúc mà thị trường bắt đầu nó tạo ra những cái yếu tố xem chị nó môi ra những cái lệnh vàng đúng không ạ thì lúc đó là mình có đề cập với chị mình vùng biên dưới này là vùng quy mùa đúng không ạ thị trường này nè cũng có biến động về mặt khối phiên nay thị trường về biên dưới thanh còn ngay càng càng kia dần Nãy quanh cái ngưỡng vùng 1080 Đấy vùng này là cái lượng hàng trong cái danh mục của anh chị mình á Nắm chứ không bán ra vùng này nữa ha, à, Một số điểm gọi là điểm cân giá này Anh chị mình cân nhắc mua thêm Nếu mà còn hàng mất này Giống như, như hòa phát này Lúc đó là vùng giá 85 Đấy hoặc là dưới 27 luôn cho anh chị mình mua thoải mái Đúng không ạ? Hay là H HCM lúc đó quanh giá 31 Đúng không ạ? Nam Long lúc đó 36.2 Đích quanh vùng giá tham chiếu Đúng không ạ? Thì anh chị mình thấy cuối phiên nó có những cái lợi thế Cho anh chị mình về mặt biến động giá ha à, Anh chị mình xem lúc đó là khoảng 2 giờ 2 giờ 20 phút là cây này này chị Đấy, 2 hai 20 phút là bắt đầu cây này này, có nghĩa là cuối cái cây này này. Đấy, em mua ngay cái cây cây mà nó tạo ra những cái điểm wash. Đúng không ạ? Có nghĩa là cuối cây này này. Đấy, bắt đầu nó wash xong nó nổ cái volume lên, có nghĩa là cái dòng tiền bắt đầu nó quét cái cái lệnh vào á thì em mua ngay cái cây này này anh chị. Đây là một cái thời điểm mua. Đúng không ạ? Thời điểm mua sau đó nó bắt đầu cổ phiếu nó tạo ra những cái nhịp tăng lên có nghĩa là lợi thế cho anh chị mình thứ nhất là lấy được những cái vị thế ở những cái vùng nền biên dưới ở những cái điểm quá nó tốt đúng không ạ nó lợi thế cho anh chị mình trong những cái điểm sau này ha thì đó là cái quan điểm của em về cái yếu tố thị trường chung của chúng ta để cũng như là cái việc mà gọi là về lại biên dưới là những cái điểm để cho anh chị mình mua chứ không phải là những cái điểm để cho anh chị mình bán ra lưu ý ha thì đó là cái vận động chung của cái yếu tố thị trường cũng như là những cái hành động của em trong cái giai đoạn này ha rồi tiếp theo về cái xu hướng của thị trường tiếp theo thì uh, trong cái tuần này là một cái tuần đã hàng phải sinh nên làm dự kiến thì thị trường của chúng ta nó cũng sẽ khó, khó để mà nó có những cái biến động mạnh có nghĩa là nó để mà nó tạo ra một cái thế cân bằng á thì thường nó mất khoảng đâu đó từ ba đến năm phiên đầu tiên là ngày hôm nay là có một cái phiên đỡ cung đầu tiên rồi ha giống như cái phiên này này chị đỡ cung đầu tiên sau đó những cái nhịp phía sau á nó sẽ có những cái động thái nó sẽ test lại đúng không nó kiểm chứng cái lượng cung hàng, hàng vùng biên trên này đấy thì những điểm test lại phía sau đó là những cái điểm mua tiếp theo cái thời điểm mua tốt nhất tiếp theo đối với anh chị mình nếu mà anh chị mình chưa mua được ha ấy nên là đấy, nó thường này thường này nó sẽ có những cái điểm test nó còn trong vòng 3 đến năm phiên tới mai nó có một cái dòng nào nó nói rồi thêm kỳ vọng những cái dòng giống như là dòng chứng khoán đi chẳng hạn đó là những cái dòng nó gọi là nó giữ được biên nền đúng không nó có một cái điểm nói rồi nó bước tốt hướng lên á thì sao chị thì nó sẽ báo hiệu cho cái thị trường của chúng ta nó sẽ có một cái nhịp hồi phục ngắn ha nó tương tự giống như với nhịp này anh chị đó nhịp này nè là cái thị trường của chúng ta này đúng không ạ nó tạo ra những cái điểm sáng gì điểm gọi là điểm nỗ lực hồi phục đầu tiên này sau đó nó test lại này công bằng đúng ạ kiệt thanh khoản thì chị mình thấy trong những cái vùng từ gọi là 6 phiên này sáu phiên bắt đầu thị trường nó công bằng á thì chị mình thấy có những cái cổ phiếu nó nổi trội lên trước đúng không ạ chị thấy đây này lúc đó là còn bvd này đúng ạ thị trường của chúng ta công bằng cái vùng này đúng ạ thì bvd chị mình thấy là dòng tiền mò chạy vào nó nổi lên trước nó báo hiệu cho thị trường của chúng ta nó sẽ bùng nổ đúng không à. ạ đấy gọi là nó sẽ tạo ra một cái nhịp hồi phục ngắn còn hồi phục sống hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào cái dòng dẫn dắt đúng không à. ạ hay là bvs anh chị, đấy nổ đấy từ cây thứ tư nữa đây nó đã nổ rồi còn thị trường tới cây thứ bảy nó mới nổ đúng không à. ạ đấy nó là đấy là những cái con tín hiệu này anh chị hay là vgc này anh chị đấy đúng không à. ạ thời điểm đó này nổ trước thị trường hai cây đúng không à, ạ có nghĩa là những cái con này là những con nó môi chai dòng tiền để mà tạo tín hiệu trước cho cái yếu tố thị trường chung hay đấy nên là trong vòng 3 đến 5 phiên tới mà có là xin chị có một cái dòng nó nổi trội thì cái thị trường của chúng ta nó sẽ về lại trở lại tiếp tục về lại cái vùng nằm biên trên nếu mà tích lũy ổn sao chị tại vì cái bản chất cái thời gian tích lũy của thị trường á nó cũng nằm đâu đó là khoảng hơn một tháng rồi đấy nên là hơn một tháng rồi thì có gọi là nó cũng đã kỳ vọng cho những cái điểm đồ sống phía sau và cái quan điểm của em á là thị trường này là một cái thị trường thị trường tích lũy cho một cái cơn sóng thậm chí là cho năm sau lưu ý ha, à? đấy nên là cái cơ hội lớn trước mắt nên là gì mình phải làm sao mình có được những cái vị thế tốt đúng không chọn lọc được những cái con mạnh trong qua những cái nhịp độ điều chỉnh của thị trường thì đấy mới là những cái điều quan trọng Đó là lưu ý ha à? nên là cái thị trường chúng ta sắp tới này có thể nó sẽ biến động vùng một nghìn sau đó nó test lại một chút đấy trong cái thời gian test lại mà có dòng này nó nổi trội thì nhịp sau nó sẽ ít nhất nó về lại biên trên bước tốt biên trên nó trước mắt nó về tiếp tục vùng một nghìn và cái quan điểm của em là vẫn là một cái em vẫn bảo lưu cái quan điểm của mình là cái việc mà thị trường chung của chúng ta nó sẽ hình thành sóng trong những cái giai đoạn sau này ha đấy nên là cái việc của chị mình á là làm sao để mà mua được những cái thời điểm nó tốt nhất đấy tốt nhất để gì để mà gọi là khỏi bị rung dỗ qua những cái thời điểm này của thị trường đúng không khỏi bị rung dỗ qua những cái nhịp điều chỉnh của thị trường thì nó sẽ sao gì nó mình thì mình sẽ nắm được cái chu kỳ dài đấy nắm được những cái giai đoạn sóng phía sau để mà mình đặt lùi ha đấy là cái vấn đề của cái thị trường của chúng ta rồi tiếp theo mình sẽ đi qua mình phân tích về một vài cái nhóm ngành một vài cái mã cổ phiếu tiêu biểu để mà anh chị mình có thể mình lưu ý tới và mình quan tâm ha đấy nếu mà anh chị mình lần đầu tiên xem video của em anh chị mình đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư phù hợp với những cái góc nhìn đầu tư của anh chị mình thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 856 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất nó sâu sắc nhất trong phiên ha đó tiếp theo mình sẽ nói lên cái dòng mà nó giữ nhịp được và em nhìn qua cái dòng này á để mà biết được là thị trường của chúng ta khi mà nó về lại biên dưới nó sẽ hồi phục ngày hôm nay á là mà cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán đúng không anh chị thấy con MBS đi chẳng hạn Đấy, lúc mà thị trường của chúng ta rung lắc thì MBS nó đang ở đâu? Nó đang ở những cái vùng nền số 2 của nó, đúng không? Đây nền số 1 này, đây nền số 2 này bắt đầu cạn kiệt về volume, đúng không? Khi mà nó về là test về lại nền dưới này, có nghĩa là cái những cái phiên mà vẽ vẽ chạc vẽ râu như thế này á, anh chị mình đừng quan tâm mấy. Ha, nhưng mà anh chị mình sẽ thấy cái yếu tố xem gì, các phiên nó đều tạo ra những cái điểm xem gì, nó ở quanh những cái vùng nền, đúng không? Nên này tiếp tục này, đáy nên tiếp tục là xem gì, nó gặp lại cái vùng đỉnh cũ, nó hấp thụ vùng đỉnh cũ nó vào sóng gì, vào sóng tiếp tục. Ha, đánh là những con này nó giữ được cái biên nền, nó sẽ là những con tâm điểm cho một cái chu kỳ sau. Nếu mà thị trường bước vào một cái đoạn dẫn dắt những cái con này bước thoát lên thì nó sẽ là những con đời tiếp tục lưu ý ha hay là đối với mạng cổ phiếu của HCM này đấy ngày hôm nay cậu đặt cho trung khách hàng của mình là tiếp tục mua ở vùng giảm 31 đúng không anh gì mình thấy HCM này đấy biên nền này đúng không ạ biên nền này đấy tạo ra những cái cấu trúc tạo nên liên tục và anh chị mình thấy là có những yếu tố phân kỳ về giá so với yếu tố thị trường đúng không ạ thị trường giai đoạn này sao gì thị trường giai đoạn này đau này nhưng mà con này nó có yếu tố cấu trúc phân kỳ đúng không ạ thì hiện tại xuất hiện những cái phiên đẩy nền như thế này khả năng kỳ vọng nó sẽ tiếp tục đẩy một cái nền mới tạo ra nền số 3 từ cái nền số 3 trở đi thì thông thường nó sẽ là một cái nhịp đánh mạnh nhất đối với cổ phiếu ha đã nên là những cái vùng và rung lắc đó chính là những cái vùng để mà mình đi thu gom hay là tiếp theo là cổ phiếu SSS đi chẳng hạn lúc đó lúc vào thị trường giảm anh chị mình thấy SSS nó đang ở đâu nó ngay cái nền của nó đúng không ạ đây là một cái nền của nó đúng không ạ nó là anh chị mình thấy này cổ phiếu nó sẽ gì càng kiệt về volume có nghĩa là tạo ra những cái vùng chán nản nó thiếu đi một cái phiên dòng tiền đáy nên đó. những cái phiên phía sau dòng tiền đáy nên nó tiếp tục quá thì từ những cái lần phía sau là những cái cổ phiếu nó sẽ mang tính chất đến đâu lưu ý nha à? hiện tại anh bây giờ, anh chị mình thấy này càng kiệt thanh khoản volume thấp đấy đúng không có nghĩa là cái vùng nhà tư mình rất là chán nản rồi nên là nó sẽ dành gọi là cái thanh quả nó sẽ đến dành cho những nhà đầu tư kiên nhẫn đúng không ạ anh chị mình thấy là ngày hôm nay đẩy đẩy một cái phiên gọi là test cung và thấy tung cả những phim đi chẳng hạn thì kỳ vọng là ngày mai nó sẽ có một cái cấu trúc đẩy nền để nó tiếp tục lưu ý ha hay tạm dí mạng cổ phiếu SSI đi chẳng hạn về nó gọi là khi mà cổ phiếu tiêu cực nhất thì nó về đâu nó về ngay cái biên dưới đúng không có nghĩa là trong một cái giai đoạn tích lũy đối với cổ phiếu này nó dần dần về cuối rồi kia dần dần nó cạn kiệt volume này anh chị hiện tại giống như nhịp trên này đó, khi mà nó gần về những cái giai đoạn cuối đó, là những cái giai đoạn nó cạn kiệt về volume đúng không cạn kiệt volume volume này khi mà nó bùng nổ lên đi chẳng hạn thì sẽ nói là nó có một cái thời điểm rung dụng nó test về thì chị mình thấy chạm kiệt chạm kiệt cạn kiệt volume nhưng tiền nó mở biến và tạo ra một cái chu kỳ mới đúng không ạ chị mình thấy tương tự như thế này đã bắt đầu buông thanh khoản giai đoạn trước này nhưng mà bắt đầu sẽ chị càng kiệt dần về volume rồi tạo ra được những cái vùng chán nặng rồi có nghĩa là khi mà cổ phiếu nó vẫn còn trong một cái biên độ tích lũy á thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều những cái điểm mua cho anh chị mình có nghĩa là anh chị mình không mua được điểm này á không việc gì anh chị mình phải buông nổ đúng không ạ mình mua sẽ mua điểm này mình sẽ mua điểm này sẽ mua điểm này đúng không? chứ không việc gì chị mình mua khi cổ phiếu nó đã bùng nổ, tại vì thị trường của chúng ta là một thị trường xa quay, là cổ phiếu đó là sao chị nó sẽ cho chị mình mua ở rất là nhiều những cái 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 thời điểm tốt, đúng không? đấy nó là những cái để thời điểm rung lắc của thị trường về bên dưới đấy chính là những cái phần mua của chị mình lấy những cái vì thế mặc dù cổ phiếu này sao chị chưa có dòng tiền mạnh mẽ đâu nhưng mà bản chất sao chị bản chất là thị trường xa quay cứ canh những cái điểm rung lắc thôi lưu ý nha đó thì kỳ vọng là trước mắt về lại bên trên khoảng giá 34 à, ha hai tiếp theo mã cổ phiếu của VCI anh chị nói VCI nó giữ nền đúng không ạ? Mà có một cái đặc tính tốt của cổ phiếu á là cạn kiên nhân về volume. Đúng không ạ? Biên dưới cổ phiếu hiện tại bây giờ là nhẹ 40. Đấy, nó nó là cổ phiếu này, có một siết biên về lại nền dưới này. Đấy, chặt biên này kỳ vọng về trước bắt về lại biên trên là khoảng một nhẹ đâu đó là khoảng nhẹ 40 uh, 44 đúng không ạ? Bước tốt lên tiếp tục lên về lại vùng đỉnh cụ vùng 850 đúng không ạ? Đấy, nó là VND này tương tự này, rất cạn kiệt về volume rồi. Cái nền này là cái nền sao chị? Nó gọi là cái nền nó có dư địa. Đúng không ạ? Khi mà tạo ra những phiên dung rung vụ này, sau yếu tố rung vụ có cổ phiếu nó cạn kiệt cạn kiệt dần và volume test cung như này khả năng bùng nổ vào ngày mai rất là cao đúng không ạ tùy vào điều kiện của thị trường nhưng mà trước mắt là về hai ba nếu mà điều kiện thị trường chung của chúng ta tốt thì nó về lại những cái vùng này định cũ luôn Đấy là dòng cái dòng chứng khoán này là cái dòng sẽ chỉ bị gọi là nó bất biến khi mà thị trường chung của chúng ta rung lắc Đấy nó là kỳ vọng khi mà chỉ cần thị trường chung ổn định thôi thì những dòng này nó là những cái dòng nó xuất phát nó tạo tín hiệu cho thị trường của chúng ta ha à, đấy là dòng chứng khoán ha à, tiếp theo qua cái dòng mà thép anh chị mình thấy là thép này đấy đề cập này đấy là mà những cái mạng cổ phiếu giống như là nam kim đúng không ạ nó bất biến có nghĩa là thị trường giảm cổ phiếu không như nó giữ nền nó không có giảm cả kia thanh khoản thì chị thấy là chỉ cần thị trường chung nó cân bằng thôi có nghĩa là lúc mà thị trường chung của chúng ta giảm mạnh nhất thì nó thể hiện cho yếu tố là cái ý chí dòng tiền nó được đỡ đúng không ạ và cái lượng cung ăn nó không tung ra nhiều này anh chị ơi. lượng cung ăn nó không tung ra nhiều này là khi mà chỉ cần thị trường chung của chúng ta cân bằng thôi thì chỉ cần một cái lực cầu nó đẩy nhẹ thì cổ phiếu nó đã tăng năm phần trăm rồi đúng không ạ có nghĩa là sao cái vùng này là nhà tôi chán nản hết rồi đúng không nó là chỉ cần một cái lực cầu đẩy nhẹ thôi thì cổ phiếu này đã tăng rồi anh chị thấy những con này nó hồi một cái là họ phủ định toàn bộ không là phun lên toàn bộ những cái nhịp giảm vừa qua thậm là chí ho sen đi chẳng hạn đấy về đâu nó về ngay cái biên dưới đúng không mà về biên dưới chị mình bán ra nữa thì nó gọi là nó 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 rất là tiếc nó tiếc ở đây á là nó tiếc của anh chị mình mất đi những cái vị thế cái thứ hai là bán nó vội đúng không bán ngay cái vùng giá thấp thì khi mà lên gọi là giống như là bùng nổ vào ngày mai đi chẳng hạn rất là dễ anh chị mình tâm lý sẽ mua vào đúng không à, ạ nhà tư mình gọi là không cầm tiền nổi đâu chị đấy khi mà gọi là khi mà tăng lên á thì gọi là tâm lý gọi là sợ bỏ lỡ cơ hội thì bắt đầu mới tìm đến những cái con khác anh chị mình mua nhưng mà các bạn chắc mình đã mất đi những cái vị thái tốt rồi đúng không à, mình bán ngay cái vùng gọi là những cái vùng giá thấp nhất đúng không à, con bán chắc về cổ phiếu mà về lại vùng biên dưới mà bán ra thì nó gọi là nó 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 nó, nó không hiệu quả đúng không à? ạ nó gọi là bán những cái vùng giá rất là thấp rồi đấy nên là kỳ vọng là con này nó sẽ đi trong một cái biên tích lũy này đáy biên dưới 20.5 20 20.5 20 năm biên trên mươi 23 đấy lưu ý ha. Hay là Phát mà. Phát năng ngày hôm nay mua ở những cái vùng dưới này này anh chị. Đấy đúng không ạ? Kỳ vọng nó về lại trước mắt là lại bên trên, vượt giá 28 là cổ phiếu bước thoát tiếp. Đúng không ạ? là những con này cứ test về gần cộng biên dưới là anh chị mình mua vào. Đúng rồi, không ạ? Không vấn đề gì cả. Hay là đối với bất động sản này anh chị. Bất động sản Novaland này, hiểu không? Khi mà nó về lại cái vùng nền biên dưới. Đấy về lại những cái điểm hỗ trợ đối với cổ phiếu này. Cổ phiếu bật tăng ngay. Con này là con bật tăng trước đúng không ạ con này là con giảm trước nhưng mà nó cũng bật tăng trước khi mà nó về lại những cái vùng kháng cự đúng không ạ bùng nổ lên này cái bùng nổ này về hàng gọi là yếu tố bán ra là không nhiều đúng không ạ test lại cơ bản là những cái nhịp test đấy lại đúng không ạ thì thường thông thường này nó sẽ có những cái điểm gọi là về lại về lại những cái vùng nền biên trên ha hay là con mà cổ phiếu BDR đi chẳng hạn đấy về lại biên dưới này kỳ vọng những cái nhịp độ hồi phục ngay đúng không ạ còn những con những như con sale đi chẳng hạn đấy cũng có nói với chị mình đó mua thì canh mua biên dưới này đấy, chị mình cũng mua vào trạng thanh khoản như này đấy một cái nền gọi là đẩy một cái dòng tiền nhẹ thôi là nó đã lên ngay rồi anh cái là mua thì cứ xem gì cứ canh những cái nền phía dưới này anh chị mình mua. Đúng ạ canh nền dưới thì mình mua. Cái thứ nhất trong giai đoạn này á hạn chế mua bùng nổ. Cái thứ hai là hạn chế mua khi cổ phiếu nó đã nổ về lại bên trên, gọi là tìm cộng bên trên. Ha, chỉ mua khi mà cổ phiếu nó test hoặc là mua khi mà cổ phiếu nó về lại những cái vùng nền biên dưới á, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Lưu ý hành nó sẽ tối ưu hơn cho anh chị mình. Ha, con DG này, đó là ngày hôm nay mình cũng mua quanh tham chiếu. Đúng không ạ? Thanh còn thấp như này trước mắt là xem gì? Những cái phiên tiếp theo khả năng nó về lại như 27 cho 28 trước mắt. Đó tìm là test là về lại bên trên. Nếu mà cổ phiếu hấp thụ tốt, bứt thoát là sao chị tạo sóng luôn đúng không à? ạ hay là con đất xanh đi chẳng hạn nhìn không cổ phiếu nó về lại biên dưới thanh còn lại cạn kiệt đúng không à? lực bán nó không có thì làm gọi là mình bán ra thì nó rất là tiếc nha anh chị đó nó là những con này có hàng cứ nắm giữ ở biên dưới biên trên biên dưới giảm 18 biên trên giảm 20 đó, thậm chí về những biên dưới chị mình có thể canh mua được đúng không ạ à, mà cổ phiếu của Nam Long đi chẳng hạn anh chị thấy này cổ phiếu cũng về biên dưới đúng không à? ạ về biên dưới cổ phiếu nó có lực đỡ trở lại đúng không? À? về biên dưới áp đổ, lực nó không có đúng không à? ạ nó là về biên dưới chính là những cái vùng hỗ trợ những cái vùng đó là vùng mua chứ không phải là những vùng bán lưu ý nha là ngày hôm nay là cả kia vô kỳ vọng nó về lại biên trên tiếp tục làm giá 38 cho giảm định giá 439 lưu ý nha trước mắt đó là vùng biên trên hà nếu mà cổ phiếu khỏe thì nó vào sóng thì lúc đó mình sẽ tin tiếp à, còn hiện tại bây giờ sao gì bây giờ là cổ phiếu nó trong một cái biên độ tích lũy thì cứ là sao cứ gọi là mình sẽ chọn những cái thời điểm nó nó tốt nhất nhưng mà nó tối ưu nhất để mà mình tham gia để mà gì? để mà mình tránh được những cái nhịp rung vũ đó lưu ý nha để mà khi mà cổ phiếu nó bước vào sóng thì nó có mặt mình đó. lưu ý nha là nhóm bất động sản này rồi tiếp theo qua nhóm ngân hàng ngân hàng chị thấy con ECB nó ông tăng này, BIDV nó không tăng này, đúng không? Đấy, nó còn một nhịp nữa nha anh chị BIDV nó chẩn nhịp thôi có nghĩa là nó lên bên trên nó tạo ra một cái vòng cung hướng xuống thôi gọi là gọi là cái vòng cung thôi anh chị Đấy, nên là thông thường những con này nó sẽ có những cái điểm Biên bài vót trong vùng giá 42 tiếp tục Đấy, nó sẽ kéo chỉ số của thị trường của chúng ta đi lên là CTG này em trước giảm này giảm về đâu giảm về ngay cái vùng biên dưới đúng không cổ phiếu đang hình thành lên vùng sai quay biên dưới 26 biên trên 27 Đấy, cứ biên 26 27 thôi bước thoát 27 thì cổ phiếu nó vào xong và một cái nhịp mới MB, MB này anh chị Đấy, tạo ra một cái nền mới luôn Đấy, tiền vào chưa phủ định lại đúng mà về lại biên dưới cổ phiếu này gọi là nó, nó 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 nó, giữ được cái biên độ đúng không những cái con khác á giống như là stb uh, này nó đã thông đáy luôn này những con này là con yếu này em có đề cập với chị mình từ những cái này trước rồi có nghĩa lúc mà thị trường chưa test á con này là test đáy rồi là những cái con yếu ha, hay là những con uh, test công banh này cũng là những con nó yếu này đấy những con mạnh là con giống như thế nào bidv này ecb này đấy hay là mbb này đấy là những con khỏe đúng không có nghĩa lúc mà thị trường giảm những con này nó có giảm đâu đúng không nó là tăng thì những cái con này nó sẽ tạo ra những cái điểm buy quá tăng trước đúng không ạ là những cái nền này là những cái nền an toàn đúng không nhưng mà đối với cái việc mà mua ngân hàng á, thì nó cũng anh chị mình cũng sẽ cân nhắc về cái việc mà nó nó sẽ hơi chậm hơn so với những cái mẹ cổ phiếu khác một chút nhưng mà đối với những cái việc mà nếu mà mua ngân hàng thì đây chính là những cái sự ưu tiền lưu nha Đấy, hay là những con những con vì, vì bị thì nó bị đè rồi nhỉ hay vì banh khi mà nó thùng cái cùng giá 19 thì nó bị đè rồi hay là việc có banh nó không đè này anh chị thấy những con này nó đè giá đấy. đè chỉ số luôn còn bán chất những con khác anh chị mình thấy trên thị trường của chúng ta nó có rất là nhiều những cái câu hỏi đầu tư đúng không ạ lưu ý ha nó dòng ngân hàng rồi tiếp theo qua một cái dòng nữa là cái dòng à một vài con tiêu biểu nữa giống như không khu nghiệp này khu nghiệp em đây nhé con IDC đúng không nó có một cái điểm buy vót là 52 Đấy bắt đầu test về này, chạy kịch thanh khoản này thì nó nhớ những cái điểm test về đó là những cái điểm mua bức bước này giá năm hai đấy sẽ là những cái thời điểm gia tăng đúng không ạ? Nếu mà trường hợp nó đồng thuận được với yếu tố thị trường thì đấy chính là những cái điểm gia tăng an toàn. Điều ý hạn, nhưng mà cái quan điểm của em á thì những cái vùng biên như này đấy chính là những cái điểm mua đối với cổ phiếu ha. Hãy tiếp theo những cái con đầu tư công khác giống như là HSV. HHV này nó đang tạo được cái nền. Đúng không? Tạo được cái nền của nó này còn con tóc bé tí như này không vấn đề nhưng mà nó chưa có được điểm nhấn của dòng tiền thôi còn bản chắc cái thế đánh là cái thế đánh tốt hay nó chưa có điểm nhấn thôi nên là thường thường thì nó sẽ biến động trong cái nền này ha có kỳ vọng nhịp tới thì nó sẽ về lại biên trên ha HHP này hay là VCG đi chẳng hạn đấy về biên dưới cổ phiếu nó hồi phục lên biên trên đó chưa có điểm nhấn lắm về dòng tiền thôi chứ còn bản chất những cái con này về lại biên dưới như này mà mình chỉ mình bán ra nó rất là uống ha hay tiếp theo cái dòng dầu khí này BVS, BVD, BVC đúng không? BVS này khi mà về lại không hỗ trợ dưới này thanh còn trạng kia thì cổ phiếu nó hồi phục đúng không? trước mắt nó hồi phục về giá ba à, BVD này Nói tương tự nè cái điểm ngay cái điểm với dòng chân dòng tiền đúng không vùng chân dòng tiền này anh chị Nói chân dòng tiền này Nói kỳ vọng về lại bên trên này thanh còn bé tí như thế này không vấn đề chỉ cần một cái điểm kích nhẹ thôi là nó lên ngay anh chị là Nên đừng có bán những cái vùng này nữa lưu ý ha là BVC đi chẳng hạn đấy BVC này Đấy, về lại bên dưới này cái kiệt thanh như này khả năng về lại. còn là nó sẽ có những nhịp hồi phục trong những cái phiên phía, sau ha còn những cái mà cổ phiếu giống như là đạm phú mỹ đạm cà mau nó không biết trong biên độ nữa đấy đạm cà mau này đấy đạm phú mỹ đạm cà mau các bạn về lại bên dưới đá phần cổ phiếu nó đang vận động như thế đó anh chị nên là khi mà cái thị trường của chúng ta cổ phiếu nó về bên dưới thứ nhất đó, là cái hành động của anh chị mình hàng chế bán ra đã Đấy, còn cái việc mà mua mới thì nó sẽ tùy vào cái cái gọi là cái phương pháp của từng người nhưng mà cái quan điểm của em là về lại bên dưới là cái điểm để cho anh chị mình canh mua lưu ý à, và mua ở đây á, là mua để mà nắm giữ cho cả một cái chu kỳ luôn đấy hoặc là đánh ngắn thì mua bên dưới này anh chị Đấy mua bên dưới bán bên trên. Còn nếu mà anh chị đánh chu kỳ thì mua bên dưới rồi nắm giữ, chờ đợi một cái đi buy để mà anh chị mình gia tăng. Đấy còn bạn quan điểm của em là biên dưới này toàn bộ là những cái vùng mua đối với cổ phiếu chứ không phải là cái vùng bán ra. Lưu ý ha. Thì đấy và cái thị trường của chúng ta em vẫn bảo lưu quan điểm của anh chị mình đó, là một cái thị trường tích lũy để mà hình thành nên một cái điểm sống. Đúng mà Điểm sống phía sau thì nó sẽ còn là nó dài hay ngắn thì nó sẽ nếu mà thị trường của chúng ta tích lũy càng lâu thì dư địa sống với sau nó sẽ càng mạnh và nó sẽ càng dài đúng không ạ thì lúc đó cái cơ hội đầu tư cái cơ hội kiếm tiền của chị mình nó sẽ càng lớn lưu ý ha đó, còn cái việc mà nó đi lên luôn thì cũng rất là vui thôi anh chị ha đó, nhưng mà cái quan trọng nhất là sao chị khi mà thị trường đi lên thì phải có anh chị mình trong đó đúng không ạ chứ không phải là cái thời điểm mà anh chị mình gọi là đi với một cái gọi là đi với một cái quy mô cũng lớn nhất vào Đúng rồi, chứ không phải là những thời điểm chị mình đi vài vài phần trăm, vài phần trăm, 50 phần trăm cái NAV của chị mình như thế nó không có ý nghĩa. Đúng mà có nghĩa là khi mà cổ phiếu nó tăng 20 phần trăm đi chẳng hạn, nhưng mà anh chị mình đi có 10 phần trăm mà, thì tôi cái danh mục của anh chị mình, tại cả cái danh mục của anh chị mình chỉ có lại 200 anh chị. Đó nên là làm sao mình đi gọi là khi mà thị trường trước khi những yếu tố xuất phát, mình phải đẩy được cái 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 khối lửa gọi là cái 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 quy mô vốn nó lớn nhất và Đúng không ạ? Để mà gọi là khi mà nó bùng nổ đi lên đó ấy 10 buồn nói lên á 10% của 1 tỷ nó sẽ khác biệt khôn ngoan so với 20% của 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 100 triệu lưu ý nha, đấy là cái vấn đề trong cái thị trường của chúng ta ha. Đấy thì uh, đấy là trên đây là một vài cái ý kiến một vài cái yếu tố mà muốn nhắn gửi với anh chị mình trong cái video ngày hôm nay ha à, nếu mà anh chị mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư phù hợp với những cái góc nhìn đầu tư của anh chị mình thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 886 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất, nó sâu sắc nhất trong phiên. Ha, thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Kính chào anh chị mình, hẹn anh chị mình vào video đằng sau.